Tuần 16, luyện từ và câu. 1. Điền vào chỗ trống. Hãy quan sát bản đồ Việt Nam và viết tên một số thành phố, một số vùng quê mà em biết. Dùng bàn phím để ghi tên các địa danh đó. Hai, viết tên các sự vật và công việc. Em hãy quan sát các sự vật và công việc thường thấy ở thành phố và ở nông thôn, rồi điền cả hai cột thích hợp cho nhà. Em gõ các từ cần điền vào chỗ trống.
3. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn. Hãy đọc kỹ đoạn văn và kích chuột vào chỗ chấm cần đặt dấu phẩy, rồi gõ dấu phẩy. Tuần 16, luyện từ và câu. 3. Điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn. Hãy đọc kỹ đoạn văn và kích chuột vào chỗ chấm cần đặt dấu phẩy.